Chào mừng tất cả những người anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Rồi thì hôm nay mình xin giới thiệu với đây một con game có tên được chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Battle Mobile. Và chắc chắn rồi, ở phiên bản này là phiên bản mới nhất hiện tại, phiên bản của năm 2024 em nha. Và đi kèm với đó không thể thiếu đó chính là ở phiên bản này có liên tải do iOS và Android. Phải liên tải do iOS và Android hoàn toàn miễn phí nha anh em ơi. Và tại sao mình sẽ giải thích tại sao mình ghi mình nói nó là miễn phí trong khi tải iOS á, thì sẽ tốn một phần phí nè mày. Đấy, thì mình sẽ nói cơ bản như thế này đi, nói sơ qua thôi nè mày. Là cái phần phí này anh em nha, anh em sẽ không bị mất nha nè mày. Anh em lưu ý nha, cái phần phí này anh em sẽ không bị mất. Mà khi anh em tải game thành công rồi ấy, thì cái phần phí này nó sẽ được cộng vào trong game, là nói chung là nạp vào trong game luôn nè mày. Đấy, rồi ok anh em nha, nên anh em cứ yên tâm về cái vấn đề ở đó nha nè mày. Đấy, rồi ok, và cũng như là ở phiên bản này thì phải gọi nói một câu là free siêu khủng khiếp luôn em ơi. Và kèm theo đó là siêu cày cuốc luôn em nha. Siêu cày cuốc ở đây ý mình nói đến cái phần event xúc tiến mỗi ngày này em ơi. Đấy, thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận thêm một cái phần là event xúc tiến nha. Chúng ta sẽ nói chung làm xong event đi, anh em sẽ nhận được thêm là 500.000 số web, rồi cũng như là 50.000 điểm tích nạp. Anh em thấy các cái phiên bản nào mà free khủng khiếp vậy chưa nè mời? Chưa đúng nè mời, chắc chắn rồi. Đấy, 500.000 xu web nha, rồi cộng thêm 50.000 điểm tích nạp nữa nè mời. Đấy, cái điểm tích nạp là trước đây đúng rồi nè mời, trước đây là nói chung anh em phải nạp một cái thứ để nó mới có điểm tích nạp đúng rồi. Nhưng ở phiên bản này, anh em làm event xong, anh em sẽ nhận ngay là 500.000 xu web, rồi cũng như là 50.000 điểm tích nạp. Đó là mỗi ngày nha, mỗi ngày anh em làm anh em nhận nha nè mời. Đó là phần quà mặc định mỗi ngày nè nha, ngày nào mình cũng làm event xúc tiến là mình sẽ nhận nha nè mời. Rồi đặc biệt hơn là ở phiên bản này anh em thấy mình ghi cái dưới dòng này nè mời, phiên bản này là phiên bản mới nhất hiện tại, phiên bản có tính năng siêu đặc biệt, đó chính là tính năng bán đồ trong game và nhận về show web anh em nha. Đây, bán đồ trong game này và nhận về show web đây nè mời. Đây, trời tôi nói thiệt đây nha anh em ơi, coi nè, có những món nha nè mày, nó bán với giá bao nhiêu nè mày. Anh em lưu ý nè, anh em để ý nè, cái giạc chỗ này nè, này nha anh em ơi, cái giạc chỗ này nè, hôm bữa là nó bán với giá là 50.000 xu đúng không mày, nhưng không, bây giờ nó để lên cái tầm là 10.000 xu anh em nha. Quá tuyệt vời đúng không anh em ơi, phải gọi là phiên bản siêu khủng khiếp chưa. Đấy, nó tăng giá lên anh em ơi, nó đã tăng giá rồi, thì có nghĩa là trong game anh em cố gắng, anh em cày cuốc cái thứ đi nè mày nha, cố gắng cày cuốc cái thứ vân vân đi. Đấy, thì khi anh em nhận được những cái món vũ khí này, những cái trang bị này nè mày, đấy, và anh em không muốn xài nữa, nói chung là anh em đã trang bị rồi, anh em không muốn dùng đến nó, đúng không nè mày? Thay vì trước đây anh em phân giải nó ra hay là anh em bán vào trong shop để nhận về kim nguyên bảo khó, thì bây giờ anh em bán tại đây, tại cái web này nha mọi, thì anh em sẽ nhận về là 10.000 xu web cho mỗi món anh em ơi. Đấy, mỗi món nha. Đấy, 10.000 xu web, anh em thấy ghê không? Đấy, cái giạc này anh em lưu ý nè, cái giạc này nè, thấy cái giạc này nè, hôm bữa là đúng luôn anh em ơi, nó bán với giá là nói chung là đợi giá là 50.000 xu đúng không anh em ơi. Lúc đầu á, nói chung là nếu như nó đúng á, lúc đầu tiên nha là 1.000 xu, sau này nó lên 5.000 xu, rồi gần đây nhất nó lên 50.000 xu nha anh em ơi. Quế mình nhầm, gần đây nhất nó lên 5.000 xu chứ, rồi đúng rồi, 1.000 xu lên 5.000 xu, rồi bây giờ là lên 10.000 xu anh em nha, lên 10.000 xu, mình nói nhầm thành 50.000 xu quả cá biều. Rồi ok anh em ơi, và đây thì tiếp theo nè, cũng như là quà tích nạp đi anh em ơi nhé. Thì ở cái phần quà tích nạp đi, thì cái mốc đầu tiên thì 100.000 đúng không anh em ơi. Đấy, thì ở đây anh em chỉ cần làm event 2 ngày thôi anh em ơi, event 2 ngày nha. Và đem lưu ý tôi xin nhấn mạnh đối với anh em nào lần đầu tiên chơi phiên bản này, đó chính là mỗi ngày, nói chung là ngày nào làm event ngày đó anh em ơi, chứ không có thể làm ngày cũ được anh em nha. Nhớ như vậy nha. Anh em ví dụ như bây giờ đi, hôm nay tôi đang quay game vào ngày 2 đúng không anh em, ngày 2 tháng 10. Đấy, thì anh em phải vào cái bài viết ngày 2 tháng 10 để anh em làm event xúc tiến nha, chứ không thể nào làm event xúc tiến ở ngày 1 được nha anh em ơi. Nhớ như vậy nha anh em ơi. Đấy. Rồi, ok. Và tương lai cũng vậy. Ví dụ như anh em vào ngày 10 tháng 10 đi. Đấy, thì chắc chắn rồi, anh em phải vào bài của ngày 10 tháng 10 anh em làm event nha. Đấy, nói chung là ngày nào làm ngày đó nha, chứ không có làm được cái bài cũ nha anh em ơi. Rồi, về cách thức như thế nào thì chắc chắn rồi, mình lên cái fanpage này nha anh em ơi, fanpage Tiên Kiếm Kỳ Hiệp G Mobile. Và chắc chắn rồi, link fanpage này mình cũng để dưới phần mô tả video.
Mình để trong cái phần gọi là fanpage của game và đem chỉ cần kéo xuống phần mô tả video, phần link game cũng như là phần hỗ trợ tân thủ và phần tổng hợp thủ thuật tải game sang game. Ở bên phần đó mình có để một cái link gọi là fanpage của game. Và em chỉ cần nhấn vào thì nó sẽ dẫn em lên cái fanpage là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp G Mobile này em nha. Rồi thì trên fanpage này hàng ngày sẽ có gì nữa mà, thì như mình đã nói giới thiệu từ đầu, thì trên fanpage này hàng ngày sẽ có event xúc tiến để nhận thêm 500.000 xu và cũng như là 50.000 điểm tích nạp anh em nha. Đấy. Và cũng như là có mẹ code ngày của hôm đó luôn anh em ơi. Đấy, có mẹ code ngày luôn nè. Đấy, có mẹ code ngày nha. Đấy. Rồi cũng như là thêm các sự kiện ví dụ như là top câu ké đồ đây, rồi top công thành chiến đồ gì vân vân các thứ nữa nha. Đấy, rất là nhiều nha anh em ơi. Đấy. Vậy chắc chắn rồi. Anh em đạt trong phần top nào thì anh em nhận thưởng thôi anh em ơi. Thấy ví dụ như đây này, nhân vật Pepsi này thấy nhận được là top 1 của bảng cấp hàng, nói chung là top câu ké của cụm 1 này. Đấy. Rồi là mình nhận được cái phần thưởng này nha. Nói chung là các bạn đó, chỉ riêng cái tài khoản bạn đó nha anh ơi, nhân vật Pepsi này là nhận được cái phần thưởng này thôi, chứ anh em là không nhận được đâu nha. Đấy, nhớ nha. Nói chung là anh em nào đạt được top bao nhiêu thì anh em mới nhận được nha. Nói chung ở đây là mình thấy là top 1 2 3 thôi nha anh em ơi, top 1 2 3 thôi. Rồi cũng như là đối với cái phần công thành chiến đi nha. Ví dụ như công thành chiến hay là sát thương đồ gì đấy, thì nói chung ví dụ như Liên Silver này, thì nói chung anh em nào có trong Tiên Minh LSV này á, thì toàn bộ Tiên Minh sẽ nhận được cái mẹ code này em nha. Chỉ cần tham gia vào Tiên Minh thôi là anh em sẽ nhận được cái mẹ code này nha anh em ơi. Cái mẹ code này thì nói chung là nó hơi bị ngon anh em ơi. Đấy, nó có những cái thẻ kim mẹ bảo nạp 100 triệu đồ gì vân vân anh em nha. Đấy. Và ngoài ra trong cái hoạt động công thành chiến á, thì anh em đạt được nói chung là sát thương top bao nhiêu thì anh em sẽ nhận đến top bao nhiêu nha. Đấy. Rồi, ok, nhân vật này. Đấy. Rồi, top bao nhiêu thì anh em nhận top bấy nhiêu nha. Đấy. Rồi, ok, rất tuyệt vời đúng rồi anh em ơi. Đấy. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ nhập cái mã code này đi. Anh em lưu ý nè, hôm nay mình đang quay game vào ngày 2 tháng 10 đúng không ạ? Chắc chắn rồi, cái bài ngày 1 tháng 10 này đã hết hạn em nha. Cái phần event xúc tiến của ngày 1 tháng 10 đã hết hạn nha anh em ơi. Đấy. Thì bây giờ mình đang quay game vào ngày 2 tháng 10 và mình đang quay game vào lúc là 5 giờ 26 phút sáng anh em ơi. Đấy, 5 giờ sáng đi, 5 giờ 30 sáng đi nha anh em ơi nha. Rồi ok. Thì bây giờ hiện tại người ta chưa đăng bài event xúc tiến của ngày 2 tháng 10 nữa nha. Đấy. Nên là mình chờ thôi. Thường thường á thì sẽ đăng vào lúc 8 giờ, từ 8 giờ cho đến 12 giờ trưa nữa nha. Đấy, khoảng thời gian đó nữa mọi. Rồi bây giờ mình sẽ nhập mã code của ngày hôm qua đây nhé. Chọn server. Rồi nhập mã code vào. Rồi nhập mã code thành công. Rồi tiếp theo mình kéo xuống cái bài này đi, mã code ngày 30. Đấy. Rồi nhập mã code luôn. Nhập mã code thành công. Ủa đâu? Bạn đã nhập sai hạt kiếp của đen này đã hết hạn. Ủa? Vậy là nay người ta fix lại rồi nữa mà, fix lại rồi nha. Trước đây á riêng về cái những cái mã code ngày nữa mày, mã code ngày nha. Là toàn bộ các mã code ngày nha anh em ơi, nó sẽ có thời hạn sử dụng là khoảng tầm từ 3 cho đến 7 ngày nữa mày. Này. Nhưng mà bây giờ ủa ngày nào fix ngày đó luôn á. Nói chung là mã code ngày nào nhập ngày đó nữa mày, không có qua ngày hôm sau nữa mà. Không, kiểu như nó có giá trị đúng rồi. Ok, gift code để hết hạn nữa mày. Nói chung là cái mã code này nữa mà, cái mã code ngày á nó chỉ có cái giá trị trong 24 giờ nữa mày, có hai giá trị trong 24 giờ nha. Rồi ok, cũng như ở đây anh em thấy không? Đang 21 tiếng trước nè, 21 giờ trước luôn anh em, chắc chắn rồi. Nếu như mình quay khoảng tầm 8 giờ sáng mình quay đi anh em, chắc chắn cái mã code này hết hạn anh em nha, chắc chắn 100% mã code này hết hạn. Đấy. Rồi ok, đấy. Thì anh em cứ thế thôi anh em ha, cứ ngày nào cũng vậy nha anh em ơi. Ngày nào cũng vậy, cũng có event xúc tiến nhận 500.000 xu và 50.000 điểm tích nạp. Đấy. Rồi cũng như là mã code ngày của ngày hôm đó nha anh em ơi, vậy thôi. Đấy. Anh em đừng có quan tâm ở dưới này nha. Ở dưới này là người ta ghi nhầm anh em ơi. Để mình sẽ báo lại bên phía bạn Adder này nha. Mình sẽ báo bạn là chỉnh sửa lại cái phần này. Là ghi là sự kiện chia sẻ nhận ngay 500.000 xu nha anh em ơi. Nãy chứ không phải là 200.000 xu nha. Thì trước đây á, nó là 200.000 xu nha anh em ơi. Mặc định là 200.000 xu. Thì bạn này kiểu copy bài viết rồi dán qua dễ cho nó nhanh anh em ơi. Nãy mà bạn quên chắc nhiều công việc quá anh em ơi. Nên là bạn quên thay đổi thành là 500.000 xu nè nha. Để mình sẽ báo bạn chỉnh sửa lại nha anh em ơi. Rồi ok. Và tiếp theo ở đây
mình sẽ dạo nhẹ vào trong này đi, nhận quà đua top đi nhá. Thì anh em đạt được top nào thì anh em nhận quà top đó thôi. Thấy quà top liver nè, rồi quà top lật chiến nè, rồi vân vân các thứ nữa mà này. Rồi bạn xếp hạng nạp link silver, nhận quà đua top nạp link silver rồi đây vân vân nha. Đấy thì ở trong này thì anh em đặt top nào thì anh em nhận top đó thôi. Đấy thiên giới thần hồn bảo thạch hai rồi, cũng như là phong thần hồn bảo thạch, huyền thần hồn bảo thạch, vũ thần hồn bảo thạch. Đấy và anh em nghĩ cái tài khoản tôi đang quay nó có bao nhiêu cái viên thần hồn bảo thạch anh em ơi? Chắc chắn rồi. Thì trước đây tôi sẽ nói về cái sự tích trước đây đi anh em ơi. Đấy là nói chung là khoảng đâu bao nhiêu ta, khoảng một năm trước đúng không mày, một năm trước thì cái bạn này nãy, cái bạn chủ tài khoản này em nha, nãy bây giờ tôi đổi tên rồi anh em ơi. Chứ hồi trước là có tên là Hy gì anh em ơi, quên rồi. Đấy rồi thấy thì bạn này bạn cho tôi mượn cái tài khoản này anh em ơi. Đấy thì thời điểm đó thì bạn còn chơi nha, và lúc đó là nói thiệt cái tài khoản này là tài khoản top 1 server nha anh em ơi. Nãy top 1 server và nhận được rất là nhiều viên thần hồn bảo thạch anh em ơi. Đấy tấm một silver nha. Và sau đó thì mình cứ mượn miếng anh em ơi. Đấy cứ khoảng tầm bao nhiêu đây, mình nhớ không nhầm là bắt đầu từ lúc mà mình quen cái bạn này, đấy là mình mượn tài khoản được đâu 6-7 lần gì đó. Thì bạn này nói là bạn bận cái công việc gì đó, đấy bạn không có thời gian mà chơi nữa, nên là cho mình luôn cái tài khoản này nữa mà. Đấy thì từ lúc đó về đến bây giờ là lật chiến được cái thứ là này giữ nguyên tới bây giờ luôn á. Game cho anh em biết tôi rồi, tôi review nhiều game mà nó mới, đâu phải review một game đâu đúng không anh em. Đấy nếu review một game thì chắc chắn rồi mình sẽ tìm cách mình nâng cấp đồ lên đúng không anh em, cho nó khác biệt mỗi video đúng không anh em. Nhưng không, ở đây anh em thấy tôi review rất là nhiều game nha, rất là nhiều game khác nhau như anh em. Đấy nên là các bạn chủ tài khoản thì chắc chắn rồi, bạn cho tôi cái tài khoản này và lực chiến nó bao nhiêu thì từ đó đến giờ nó cũng là bấy nhiêu rồi mà, cho nó không thể tăng nào nữa mà, nó tăng lên à, tăng lên vài số thì có thôi nha, nha. Tăng lên nói chung là vài số ở giữa này này, chứ không phải là tăng thêm một số ở đây đâu nha, nha. Không phải tăng thêm một số ở mà ba con số đầu tiên đâu nha mày. Đấy tăng nói chung vài số ở những con số sâu thôi. Đấy, ok nha. Đây mình sẽ cho anh em coi cái viên thần hồn đi nữa mà nha, bảo thạch nè. Đây anh em thấy gì không, thấy gì không? Thứ nhất vũ thần hồn này, thứ hai huyền thần hồn, thứ ba phong thần hồn, và thứ tư đó chính là thiên giới thần hồn anh em ơi. Trời bốn viên này thôi đủ xài chứ anh em ơi, chắc chắn rồi. Bốn viên thôi xương xương thôi nữa mà lại đem biết tài khoản này trước đây phải gọi là rất là khủng khiếp luôn đúng rồi, phải gọi một từ luôn rất là khủng khiếp luôn mà, chắc chắn rồi. Hãy nó ghê như vậy để trời, hãy quá ghê nha. Đấy, trước đây là tài khoản này là bốn viên thần hồn đấy nha. Đấy mà thời điểm đó bốn viên thần hồn là hơi bị đỉnh đó trời, tôi nói thiệt bốn viên thần hồn là hơi bị đỉnh đấy. Mà đặc biệt hơn là lúc đó, lúc cái bạn này cho tôi á là top một silver luôn nha mà. Đấy mà đến bây giờ là cô thử top bao nhiêu đây, chắc xuống dữ ra à, đến bây giờ là top 33 nè mà nha, top 33, còn liên silver là top 39 anh em nha. Hay trời. Rồi ok, nói chung cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đấy bạn Huy nha. Đấy. Rồi ok. Đấy rồi thì nói chung là game là đơn giản như vậy thôi nữa mà. Đấy thì cứ thế mà anh em vào game, anh em chơi, anh em trải nghiệm nha. Thì anh em thấy thì nãy giờ mình trên ở đây đúng không, nãy trong lúc quay thì nó có hiện lên kim miên bảo đồ các thứ vân vân cái thứ đúng không anh em ơi. ET vật phẩm đây nè, hai cái viên này nè, hai cái ô này là chen ra nè nha, kim mày bảo chen ra nè, là mỗi viên 2 triệu nha nó mời, 2 triệu kim mày bảo nạp đấy. Rồi cũng như là thẻ 100 triệu nè, thẻ 100 triệu này thì ở đâu, cái thẻ 100 triệu này ở đâu ra, cái thẻ 100 triệu này thì anh em mua trên web shop anh em nha. Đây mua trên web shop này. Đấy ngoài ra nếu như không mua trong web shop thì nhận ở đâu, thì nhận trong cái phần mà đua top này nè mời. Đấy đua top ở đây anh em ơi, hãy top câu ké này, hay là top tiên minh này, hay là top sát thương đấy của cái hoạt động mà công thành chiến đây nữa mày. Ok chưa? Đấy thì anh em nhận trong những cái mẹ có đá đêm nha. Đấy rồi ok, thì nói chung là game là đơn giản như vậy thôi, thì cứ thế mà anh em vào game, anh em chơi, anh em trải nghiệm thêm anh em nha. Rồi ok, và mình xin dừng video tại đây, chúc anh em một ngày được vui vẻ, anh em nhớ nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nó mời chào anh em nha.